Một chiếc xe doanh nhân thật sự tại Việt Nam, Mercedes E200. Hiện tại thì chiếc xe này Việt Nhật Auto bên tôi đang chào bán mức giá chỉ có 1 tỷ 068 triệu thôi. Xe 2015, hiện tại đã lăn bánh được 4,1 vạn mai rồi. Và với mức giá 1 tỷ 060 triệu thì anh em hình dung là nó sẽ chỉ ngang bằng với một chiếc Camry 2019. Mình sẽ mất đi 4 năm nhưng mà bù lại thì phải nói đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. E200 là thứ không thể đùa được. Riêng dòng E-Class là đã bắt đầu bước lên một cái tầm hoàn toàn mới rồi. Và trên chiếc xe này anh em sẽ có tất cả những thứ mà tôi nghĩ là hợp lý nhất. Chiếc xe như thế này thì nếu mà giám đốc nào đi thì có lẽ là không có gì phải lăn tăn nhỉ. Thực ra thì đi gia đình cũng vẫn ngon mà. Nhìn thế thôi, 2015 đến nay được 5-6 năm tuổi rồi. Nhưng mà cái chất của mẹ thì chả hề hấn gì cả. Toàn bộ đèn full LED hết. Và ở trên hệ thống đèn này thì vẫn sử dụng đèn LED Intelligent Light System. Hệ thống đèn LED nhé, LED thông minh thôi. Chứ còn nó chưa thể nào đạt đến tầm multi-beam LED được như những thế hệ hiện tại được. Đấy. Logo thì vẫn là kiểu truyền thống như thế này. Rất doanh nhân. Đẹp thật. Một chiếc xe 5-6 năm mà thiết kế các thứ vẫn ngon quá. Hôm trước tôi có một chiếc 250, 2010. Đẹp, đẹp mênh mông luôn. Thôi, cảm biến tất cả xung quanh xe hết. Chiếc xe này thì Việt Nhật bán ra cam kết với anh luôn là nguyên bản, động cơ nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước, không bổ máy. Đấy. Xi nhan trên gương này, một bộ la răng lốp mít. Ngon nhỉ, chả gì chê. 17 inch, đẹp thật. Cửa đèo này vẫn chắc nịch. 1 tỷ 068 anh em chạy chiếc xe này thì quá ok luôn. Ngày xưa nhiều khi cứ nói là bảo mua mấy cái dòng này về nuôi chết. Thật ra anh em bảo tính nuôi gì đâu. Thứ nhất là xăng cộ, nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 9 đến 11 lít cho 100 km. Tức là bằng những cái xe 2.0 thông thường thôi. Nhìn thế thôi chứ mẹt nó không ăn xăng như anh em đồn đâu. Thật sự luôn, sử dụng rồi biết. Đồ đạc bảo dưỡng thì ví dụ như xe Nhật 5.000 km bảo dưỡng 1 lần. Bọn Đức này cứ phải tầm 8.000, 10.000 mới bảo dưỡng 1 lần. Mỗi lần bảo dưỡng thì xác định luôn chi phí chắc nó gấp khoảng gấp đôi, gấp 3 so với xe Nhật. Nhưng mà nó đó là gì đâu, còn đồ đạc thay thế ngày xưa nó hiếm thôi, còn bây giờ thì bạt ngàn, anh em thích bất kỳ đồ đạc gì các thứ có hết, hàng hãng đặt cũng nhanh mà hàng ngoài cũng nhanh. Giá cả bây giờ nó đã bắt đầu nó phân phối nhiều hơn, nó xuống nhiều chứ nó không như ngày xưa nữa. Lốp dự phòng thứ đầy đủ hết, thơm quá. Bây giờ làm gì có cái máy quay nào có thể truyền mùi thơm đến cho anh em được nhỉ. Sướng lắm, đi mẹt này cứ vào đến trong xe là nó có những cái mùi thơm mà không có một cái hãng xe nào có được luôn. Toàn bộ đèn sau đèn LED hết. 2015 họ có những cụm đèn như thế này. 200. Đẹp nhỉ. Nội thất thì ốp gỗ, da bạc các kiểu, đầu điều hòa đa vùng. Chắc chắn rồi, chả thiếu gì đâu. Cổng sạc 12V. Cửa gió điều hòa đây, 6 năm nó vẫn bóng lộn như này. Cái ghế này là bên mình phủ vào, bởi vì xe cứ thỉnh thoảng đánh ra đánh vào showroom rồi để ngoài nó bụi các thứ ấy, nên là sẽ thỉnh thoảng mang đi rửa chút xíu, sợ anh em quần áo bẩn, phủ hết ni lông sạch sẽ sáng sủa. Bác nào đến xem xe nhìn cái là ưng ngay. Xe cũ này thì các bác cứ cố gắng qua xem trực tiếp, nếu mà mình dành về xe thì mình qua xem, còn mình chưa dành thì mình gọi thợ. Đấy, hoặc là riêng đối với các bác mà mua xe ở Việt Nhật ấy, thì các bác mang đi thoải mái tất cả các showroom, gara, các bác thích check ở đâu cũng được. Nhớ ba vị trí ghế này, ghế thì điều chỉnh điện đa hướng hết rồi. Đấy. Quá ngon. Cái này hệ thống đời này nhá, là phanh nó vẫn ở đây này. Đấy. Đây là phanh phanh tay, kéo này phát này. Đây là hạ này, bỏ này. Toàn hệ thống đèn thì vẫn đây. Vô lăng nhìn ba cánh này thôi là đủ khẳng định rất nhiều thứ rồi. Còn đồng hồ nhá, kiểu dáng doanh nhân nên là nó có gì đó rất là cổ điển. Đơn giản thôi, không cầu kỳ đâu. Riêng mặt E này nó không cầu kỳ như mặt C đâu. S thì nó quá sang chảnh rồi. Đồng hồ này, đấy. Xịn không? Cái này nhìn xịn. Đẹp nhỉ, cái này cũng tí hon này thôi. Rèm che nắng này, vô vàn nút bấm. Toàn bộ hệ thống điều hòa chỉnh hết các thứ ở đây. Nói chung là anh em chạy mặt xong rồi không khó mà đi các dòng xa khác được lắm. Đi xe Đức rồi thì khó lắm, khó bỏ.
1.068.000.000 2015. Đấy, anh em nào có nhu cầu tìm hiểu xem xe thì vui lòng ghé trực tiếp qua Vietjet Auto nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo. Cảm ơn ạ.